Rồi mình học bài này nhá. Không biết hoa có vào không ta? Chờ tí, chờ hoa tí xong rồi cái này mình viết cái là ở đâu nhỉ, cái này hay sao nhỉ? Em chào chị. Em quên lịch bây giờ mới vào. Chào Hân. Phil. Sao chẳng ấy được vậy ta? Chị viết phiên phiên âm này đúng không ta? English is super, super, super. Champion.
Rồi, hôm nay mình học bài này nhá mọi người. Success chan. Success. Success. Rồi, chan. Rồi hôm nay mình học bài này đi, bài này chị thấy cũng không khó lắm đâu. Xong rồi mọi người có thể là ví dụ như mọi người có thể là học gì nhà học như kiểu là không phải chị là nấm phân như chị là nhóm gọi là nhóm trưởng thì chị sẽ lead đâu, mà mọi người cũng có thể là tập lead đi. Ví dụ hôm nay là chị lead, tức là chị ý là như chị dẫn dắt cái buổi hôm nay ấy, thì hôm sau mọi người có thể là mình cũng tập luôn đi, tại vì mấy chị em có ít người mà, ít người thì mình sẽ không bị ngại ấy, không bị ngại ấy. Xong rồi mình có thể là lead, ví dụ như nói chung là lead kiểu gì cũng được, làm sao để mình quen ấy, sau này mình có thể là có đội nhóm, hoặc là mình đi làm ở trường ở lớp thì mình cũng thảo luận nhóm này kia nhá. Hôm nay chị thì hôm sau thôi để buổi hôm sau My rồi sau buổi hôm nữa thì Ngọc Hân, xong rồi ở đây bây giờ có ba chị em mình à, xong rồi Hân, xong rồi thì lại phân người khác tiếp. Rồi cái bài này bài này thì chị thường hay chị thấy cái âm e bẹt thì nó hơi cũng hơi khó này với chị ấy, thì không biết mọi người như nào nhưng mà với chị là chị thấy cái âm e bẹt này nó hơi khó này. Lúc thì đọc nó là đọc e, lúc đọc nó đọc a. Ví dụ như chỗ này mình sẽ đọc là success chant đúng không? Có lúc có từ ví dụ như từ bố có khi thì đọc là bed, có khi lúc đọc là dead, lúc đọc là that đúng không? Nhưng mà riêng từ ví dụ cái từ chant mình lại không đọc, chị không nghe là nó đọc là chant. Thử nghe nhé, thử xem nó có đọc chant không. Chant. Đấy, nó kiểu đọc hơi chant. Nghe thử nghe coi. Chant. Mọi người nghe e hay e? Chant. Chant. Đấy, đây là chant. 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 Còn dưới này là chant. 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 Nghe cái kiểu cũng không... Con cất kéo đi không được chọc vào mắt đấy. Đi đi cất kéo đi. Chant. Chant. Đấy, nghe như kiểu vừa e có thể là như kiểu một phần là e, một phần là a đúng không? Nghe cái kiểu không biết là nó. Mọi người thử nghe nhé, mọi người nghĩ âm chant. Là âm gì? Chant. Đi ra ngoài chơi đi đi. Ỉ mấy cây đi ra ngoài con, đi ra ngoài này. Mẹ mở cho xong rồi con đi ra ngoài đường ngoài kia chơi đi đi. Dạ. Đưa anh nữa, kêu anh ra ngoài kia chơi. Đi, kêu anh nữa, đi ra ngoài kia chơi đi đi. Anh đi chơi này chơi. Chant. 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 Đấy, chant. 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 Đấy, chant. Chant. Mọi người thấy cái từ nào khó không? Hân với My có thấy từ nào khó không? Không. Đấy, cái từ này từ champ. Chỗ này mình lại đọc là e đúng không? Mình nghe cái kiểu mình champion, champion, champion ấy, champion là mình sẽ đọc nhanh, mình sẽ đọc phiền ấy. Champ, champion, champion, champion. Đấy, lúc thì a, lúc thì e đúng không? Nên là tùy ví dụ vậy. Champion, champion, champion. Đấy, mình nghe thì âm e đấy.
champion, champion, champion. Đấy, bên trên thì champion, bên dưới là champion. Champion, champion, champion. Đấy, champion, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đọc đi nhá. Chị đọc trước nhá, đọc trước xong rồi mọi người đọc sau nhá. Có gì mọi người cứ góp ý nhá. Có thể là chị cũng đọc sai hoặc mọi người đọc sai thì mình sẽ góp ý cho nhau. Rồi chị đọc trước nha. Lesson 1, success chant. I feel great today. I am happy. I am healthy. I love myself. I love people. People love me. I love English. English is super super easy. I wonder, đúng không? Mình sẽ đọc nhanh, mình đọc. I wanna speak perfect English. Nothing can stop me. I never stop when I'm tired. I stop when I'm done. I'm a champions. We are champions. I wanna change my life. Đấy. Cái câu chuối à, câu cuối chị đọc bị nhầm ạ. I want to, không phải I want to. Tức là chỗ này mình có thể đọc nhanh là I wonder ấy. I wonder. Ờ, giống như cái từ I am mình có thể đọc là am ấy, mình sẽ đọc nhanh là am, hoặc như kiểu ở trên này đây này, lúc nãy chị cũng đọc là I wanna speak, tức là mình đọc nhanh ấy, đọc nhanh. Lúc mà mình học á là không biết bài này Nấm hay là Thắng gì dạy mình là mình sẽ đọc nhanh là I wonder ấy. Hoặc là I đi với em cũng vậy, mình sẽ đọc nhanh là I'm. Đấy, I'm. Đúng không? Mọi người có nhớ ra vậy không? Có. Ờ đấy, nên là mình có thể đọc. Đấy, bài này lâu rồi nên là bây giờ đọc lại chị cũng đâu đọc được nhanh đâu. Nên là mình cứ học lại đi nhá. Mình không cần học bài mới đâu. Mình cứ gọi là cô dạy trước thì mình lại học lại sau để cho chắc. Rồi chị đọc lại một lần nữa xong rồi chị dịch nhá. Xong rồi đến mọi người nhá. Cứ thay nhau đi, được đọc càng nhiều càng tốt. Ít chị em thì mình cứ học được nhiều thôi, không sao hết. Lesson 1, success chance. Em, đi ra ngoài. Nhanh lên. Mẹ nói sao, đi ra ngoài đi nhanh lên. Lesson 1, success chant. I feel great today. I'm happy, I'm healthy. I love myself, I love people. People love me. I love English. English is super super easy. I wanna speak perfect English. Nothing can stop me. I never stop when I'm tired. Em, đi ra ngoài nhanh lên. Nothing can stop me. I never stop when I'm tired. I stop when I'm done. I'm a champion. Champion. We are champions. I want to change my life. Rồi mọi người có thể nhận xét đi, giúp chị nhận xét đi. Nếu mà ok rồi, nếu mà thấy ok rồi thì mọi người thấy để có thể đọc. Ngọc Hân đọc trước nhá. Ngọc Hân, chị nhìn thấy Ngọc Hân ở bên trên, Trà My ở bên dưới thì Ngọc Hân đọc trước, Trà My đọc sau. À để chị dịch đã nhá. Chị dịch đã. Mình cứ vừa đọc vừa dịch, cứ tập đấy. Bài số 1 Success Chant là bài thánh ca thành công mà. Tôi cảm thấy hôm nay tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi thấy hạnh phúc này, tôi thấy khỏe mạnh. Tôi thấy tôi yêu chính mình, tôi yêu mọi người yêu tôi. Tôi yêu tiếng Anh thì cực kỳ dễ. Tôi muốn nói tiếng Anh hoàn hảo, không có gì có thể ngăn tôi lại. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại khi mà tôi cảm thấy mệt. Tôi sẽ dừng lại khi tôi đã hoàn thành. Tôi là champion là người chiến thắng hay sao chị không nhớ lắm. Lát nữa mọi người có thể là góp ý cho chị nhé. Tôi là một người chiến thắng. Chúng ta là những người chiến thắng. Và tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình.
Cái từ champion là quán quân. Là gì em? Em nói to lên. Quán quân. Quán quân hả? Tôi là một người quán quân là hình như là cái giải là... cao nhất đúng không? Giải ví dụ trong cuộc thi là người đạt giải cao nhất là quán quân đúng không? Ờ. Tôi là một quán quân là chúng ta là quán quân à. Để chị thử phát nhé. Nhà quán quân này hoặc là người đấu tranh cho động từ ở quán quân hoặc là người đấu tranh cho hoặc là người bênh vực đấy, tôi là một người quán quân rồi. Ok, đâu rồi ta? Rồi Ngọc Hân đọc đi. Ô, chị tắt mất rồi hả? Vâng, chị tắt mất rồi ạ. Rồi đây. Lesson 1, success chant. I feel literally. I'm happy, I'm healthy. I love myself. I love people. People love me. I love English. English is super, super easy. I want to speak perfect English. Nothing can stop me. I never stop when I'm tired. I stop when I'm done. I'm a champion. We are champions. I want to change my life. Trà My có nhận xét gì không? Chị thì thấy đọc như vậy là hay rồi. Nhưng mà kiểu âm hơi nhỏ thì ý là mình đọc to hơn chút đấy cho nó mạnh mẽ tí thôi. Kiểu mình học tiếng Anh mà crazy mà. Mình đọc to tí thôi nhưng mà chị thấy đọc hay. Đọc hay rồi. Ngọc Hân dịch đi. Dịch xong rồi Trà My nhận xét tiếp nhá. Hôm nay tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy nói tôi rất là tuyệt vời này. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc, tôi khỏe mạnh. Tôi yêu chính bản thân tôi. Tôi yêu mọi người và mọi người cũng yêu tôi. Tôi yêu English. Tôi yêu tiếng Anh. Tiếng Anh thì cực kỳ dễ. Tôi muốn nói tiếng Anh một cách hoàn hảo. Không có gì ngăn cản tôi. Tôi không dừng lại. Tôi không bao giờ dừng lại khi tôi mệt. Tôi dừng lại khi tôi đã hoàn thành. Tôi là một quán quân. Không, tôi là một người chiến thắng. Mọi người cũng là người chiến thắng. Và tôi muốn thay đổi cuộc sống của tôi. Rồi ok, Trà My có nhận xét gì không? Em nghĩ là ở cái chữ change ở cuối câu ấy ạ, thì chị có hơi ép nhẹ ở phần cuối thôi ạ. Chị thấy thôi ạ. Hân thử đọc lại đi, Hân thử đọc lại xem có đúng vậy không. Cái từ change. Cái từ success change ạ. Không, hình như My đang nói từ I want to change đúng không? Change my life, từ change đúng không? Vâng ạ. Đấy, Ngọc Hân đọc cái từ train này này, đây này, train đây này. I want to train my life. Rồi, đọc lại nào, Hân nào, đọc lại nào. Train. Em tưởng chữ train nó có là từ đây ba mà. Train. Changer đúng không? Để thử. Dạ vâng. Chị không nhớ lắm. Có change. 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 I want to change my life. Đúng không? Rồi Hân đọc lại nào. I want to change my life. Ok chưa My?
chị thấy ok. Change. Đang có chữ N nữa đúng không? Change. Ừn nhẹ chút xong rồi mới Change. Đúng không? Trời, My đọc đi. Em đọc ạ. I feel great today. I am happy. I am healthy. I love myself. I love people. People love me. I love English. English is super, super easy. I want to speak perfect English. Nothing can stop me. I never stop when I am tired. I stop when I am done. I am champion. I am a champion. We are champions. I want to change my life. Ngọc Hân có nhận xét gì không? My thử đọc lại cái từ này nào. Từ cái câu cuối cùng ấy. I want to change my life. Chị nghe giống như kiểu đọc từ change ấy nhỉ? Nhưng mà ở chỗ này là âm n, a với n đúng không? Change. Chứ không phải là change đúng không? Không phải là change mà E đúng không? E mình đọc liền với nhau giống như kiểu âm change. A ấy, xong rồi chữ N nữa. N nó ần nhẹ một chút. Change. Từ từ đọc âm cuối nha. Rồi đọc E là A đúng không? Nó sẽ đọc nhanh, nó sẽ đọc gần giống chữ A với chữ N nữa. Ần. N. Đấy, change. Đấy, change. Đúng không? Thử nào, em thử đọc lại câu này nào. Change. Ờ đúng rồi đấy, change. Cứ nhớ như kiểu âm n ấy, en ấy, tự vậy, bởi vì là cái âm kia là âm a đúng không? Xong rồi n n n n a e mình đọc nhanh, mình đọc cảm giác nó a đúng không? Change. Rồi, thử đọc lại câu này nè. I want to change my life. Đấy, đúng rồi đấy. Ngọc Hân có nhận xét gì giúp bạn My không? Không, em định thắc mắc cái câu cuối đấy thôi. Là sao nhỉ? Em định bảo cái câu cuối, cái chữ change. Ừ. Nhưng mà chị bảo rồi. À, Ngọc Hân, quay đi Trà My ấy đi, Trà My dịch đi. Tôi cảm thấy tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc, tôi khỏe mạnh, tôi yêu mọi người. À, tôi yêu bản thân tôi yêu mọi người. Mọi người yêu tôi. Tôi yêu tiếng Anh cực kỳ dễ. Tôi muốn nói tiếng Anh hoàn hảo. Không có gì có thể ngăn cản được tôi. Tôi không bao giờ dừng lại khi tôi mệt mỏi. Tôi dừng lại khi tôi hoàn thành. Tôi là một người chiến thắng. Chúng ta là chiến thắng. Tôi muốn thay đổi cuộc đời của tôi. Rồi. Nói chung là bài này ok rồi đúng không? Ai cũng đọc được rồi. Nhưng mà mình chị chỉ góp ý một chút là ví dụ như mình để ý mấy cái âm cuối ấy, ví dụ như cái từ mà nó cuối nó nằm ở cuối từ này này, ví dụ như từ myself là kết thúc bằng chữ ever đúng không? Thì mình sẽ đọc mình cố gắng mình đọc là I love myself. Kiểu vậy cho nó hay một chút đấy. Chứ còn ví dụ như từ myself mà nó ở giữa xong rồi còn có cái từ gì nữa thì cái âm F này mình có thể, người ta bảo là như kiểu nuốt, tức là mình không cần đọc lên ấy. Ví dụ như từ I want to speak này, ví dụ từ speak perfect mình sẽ không cần đọc. Ví dụ đọc từ một mình nó, mình một mình chữ speak thì mình phải đọc từ K nữa đúng không? Mình sẽ đọc là speak đấy đúng không? Nhưng mà ở trong này mình sẽ không cần đọc phải là speak xong rồi mới đọc là từ perfect English đâu. Mình sẽ chỉ cần nói là gì, I wanna speak perfect English. Đấy, chữ K mình không cần bật lên. Nhưng mà cái từ myself là từ cuối này đúng không? Mình sẽ cố gắng mình đọc cho nó hay. Hoặc là từ life ở cuối từ này cũng vậy. I wanna change. Ở đây tương tự cái chữ G này cũng vậy. Mình không cần làm mạnh lên ở từ change này đâu. I wanna change my life. Đấy, chữ life.
Đấy, mình sẽ cố gắng là từ like ở cuối từ mà, ở cuối câu mình sẽ cố gắng làm nổi bật cái âm âm cuối lên để cho người ta biết, ý là không phải để người ta biết mà như kiểu là mình cảm giác là mình làm chủ được cái âm cuối ấy, thì tiếng Anh người ta hay để ý, hay người ta bảo là mình hay phải để ý cái âm cuối mà. Nên là mình sẽ cố gắng là mình sẽ cái từ nào mà âm cuối thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ đọc lên. I wanna change my life. Đấy, my life. Hoặc là trên này cũng vậy. I love myself. Đấy, myself kiểu vậy. Còn nếu mà nó nằm như kiểu ở giữa thì mình sẽ không cần phải đọc lên đâu. Đấy. Chị góp ý một chút như vậy. Hoặc là cái từ trên này cũng vậy. I wanna speak perfect English. Đấy, mình từ English cuối cùng mình cũng đọc nó lên một chút đúng không? Perfect English. English. Đấy, chứ còn nếu mà nó từ English ở giữa thì mình cũng không cần thiết đâu. Đấy thì cái Zoom nó chuẩn bị tắt rồi, thì hôm nay ba chị em mình học vậy thôi nhá. Tại em có ba chị em mình đọc bài này như vậy là ok, ai cũng đọc ok rồi, thì bây giờ mình học vậy rồi xong rồi Zoom tắt thì chị em mình chào nhau luôn nhá. À dạ vâng. Ừ, rồi ok. À. Cảm ơn mọi người đã cùng học tập nha. Bye bye mọi người. Chào chị. Chào hai bạn nha. Chào bye mọi người. Wow. Chào chị.